Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 25 tháng 3 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt tại các tỉnh Bắc Bộ đã giảm mạnh, trời chuyển rét từ đêm thứ Bảy cho đến nay. Dự báo trong đêm nay và sáng mai, khối không khí lạnh suy yếu dần và di chuyển ra phía đông. Do vậy, mưa nhỏ chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi và có sương mù rải rác. Trời còn rét vào thời điểm này với mức nhiệt thấp nhất vào khoảng từ 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Sang ngày mai trời vẫn có nắng, nhiệt độ ban trưa và đầu giờ chiều tăng lên mức từ 22 đến 26 độ. Khu Tây Bắc vào khoảng từ 26 đến 29 độ và còn có xu hướng tăng lên trong những ngày tiếp theo. Lưu xuống Trung Bộ, thời tiết cũng đang có xu hướng tốt dần lên. Trong đêm nay và ngày mai ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, mưa chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi và sáng sớm có sương mù rải rác. Trong ngày đôi lúc có những khoảng nắng và nhiệt độ tăng hơn so với những ngày vừa qua, cao nhất ban trưa vào khoảng từ 23 đến 26 độ. Riêng khu vực từ Quảng Trị trở vào đến Thừa Thiên Huế, mức nhiệt cao hơn trong khoảng 27 đến 29 độ. Còn tại khu vực phía Nam, đèo Hải Vân, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận và Bình Thuận, thời tiết khá ổn định. Về đêm, trời hầu như không mưa, ban ngày có nắng và nhiệt độ trưa chiều dao động trong khoảng 29 đến 32 độ. Ở phía Nam, những ngày vừa qua, hoạt động của vùng nhiễu động từ phía biển di chuyển vào đã gây mưa dông trái mùa cho khu vực vùng cao Tây Nguyên và các tỉnh thành Nam Bộ. Dự báo trong ngày mai và những ngày tới, toàn khu vực quay trở lại trạng thái thời tiết vốn có của thời kỳ mùa khô, với tình trạng nắng nhiều và nhiệt độ tăng dần. Khu vực miền Đông Nam Bộ trời nắng nóng với nhiệt độ trưa chiều có thể vượt ngưỡng 35 độ, còn các nơi khác mức nhiệt dịu hơn đôi chút, phổ biến từ 31 đến 34 độ. Thưa bà con, các tỉnh thành phía Nam hiện đang trong mùa nắng nóng, cao điểm từ tháng 3 đến tháng 5. Mực nước hầu hết các nơi xấp xỉ và thấp hơn trung bình nhiều năm, có nguy cơ khô hạn, thiếu nước phục vụ sản xuất, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Trước tình trạng trên, để đảm bảo chủ động phòng chống hạn hán và thiếu nước, bà con nên áp dụng một số biện pháp như sau. Cần tăng cường theo dõi sát diễn biến tình hình thời tiết, thủy văn, sử dụng các vùng trũng thấp để tích trữ nước, tổ chức nạo vét, đào ao, khoan giếng, ưu tiên dành nước tưới cho các giai đoạn cần thiết cho sự sinh trưởng của cây trồng và tăng trưởng, sử dụng các biện pháp nông nghiệp để phòng, chống hạn hán. Đồng thời đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang loại cây trồng có nhu cầu nước thấp, kiểm soát chặt chẽ để hạn chế việc canh tác ngoài quy hoạch, nhất là ở vùng không chủ động cung cấp nguồn nước. Phân phối nguồn nước từ công trình thủy lợi phải bảo đảm hợp lý. Khi xảy ra thiếu nước thì phải ưu tiên cung cấp cho chăn nuôi và những cây trồng lâu năm. Đồng thời, bà con tăng cường áp dụng các biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm cho lúa, cây trồng cạn, sử dụng hình thức tưới nông, lộ, phơi đối với cây lúa, đối với cây công nghiệp như là cà phê hay là tiêu và cây trồng cạn áp dụng biện pháp tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt và tưới luân phiên. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều có nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 23 đến 26 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi 26 đến 29 độ, độ ẩm trung bình 81 đến 86%. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác. Trời rét vào đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, cao nhất trong khoảng từ 22 cho tới 25 độ, độ ẩm trung bình từ 82 đến 87%. Khu vực từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi và sương mù rải rác. Phía Nam trưa chiều trời nắng, phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, cao nhất từ 23 đến 29 độ và độ ẩm trung bình từ 81 đến 86%. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 29 đến 32 độ, độ ẩm trung bình từ 80 cho tới 85%. Khu vực Tây Nguyên phổ biến không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, cao nhất trong khoảng từ 31 đến 34 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Khu vực Nam Bộ phổ biến không mưa, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, với nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, độ ẩm trung bình từ 82 đến 87%. Bản tin thời tiết nông vụ cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.